thi thứ ba Huy Khánh và vũ công Sveta Chocheva nhận được giải thưởng 40 triệu đồng. Ba cặp thí sinh trên sẽ nhận được tiền thưởng và cộng thêm voucher 20 triệu của trung tâm nội thất Phố Sinh. Và máy chụp hình Nikon, máy lạnh Sumigura trị giá 10 triệu đồng và cặp điện thoại thời trang WeMobile. Còn cặp thí sinh thứ tư đó là Vũ Thu Phương và vũ công Tichomir Gavrilov nhận được giải thưởng 50 triệu đồng. Cặp thí sinh vượt qua vòng thi thứ năm, Đại Nghĩa và vũ công Valeria Bozukova nhận được giải thưởng 60 triệu đồng. Đôi thứ 6 Thanh Thúy vũ công Alexandra Vachev nhận giải thưởng 70 triệu đồng. Cặp thí sinh vượt qua vòng thi thứ 7, Anh Khoa và Iva Grigorova nhận được giải thưởng 80 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, 4 cặp thí sinh trên sẽ nhận được voucher 20 triệu của trung tâm nội thất Phố Sinh. Máy chụp hình Nikon, điện thoại và máy lạnh của Sumikura trị giá 10 triệu đồng. Cặp điện thoại thời trang Q-Mobile cùng chiếc điện thoại cao cấp Ankarat trị giá 18 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa dành cho họ những tràng pháo tay cổ vũ thật nồng nhiệt. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trao giải, các giải thưởng phụ do ban giám khảo và ban tổ chức bình chọn. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Hữu Ngọc Trân, giám đốc marketing của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, đại diện nhà tài trợ sẽ lên công bố và trao giải thưởng say mê và tự nhiên. Xin mời quý vị cùng cổ vũ một tràng pháo tay nồng nhiệt. Vâng, và kính thưa quý vị, cặp thí sinh đạt giải này sẽ nhận được giải thưởng 50 triệu đồng cùng một năm sử dụng nước trái cây V-Fresh. Kính thưa quý vị, nhãn hàng nước giải khát V-Fresh của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk rất tự hào được đồng hành cùng chương trình Bước Chảy Hoàng Vũ năm thứ hai liên tiếp. Và cũng như trong năm 2010, năm nay nhãn hàng V-Fresh sẽ giành một giải thưởng với tên gọi là Say Mê và Tự Nhiên, dành cho thí sinh tham gia chương trình có bước nhảy say mê và không cách trình diễn tự nhiên nhất. Và chúng tôi thật sự tin rằng những gì tự nhiên nhất thì sẽ có sức thuyết phục và dễ đi vào lòng người nhất. Tôi xin được công bố giải thưởng Say Mê và Tự Nhiên của nhãn hiệu V-Fresh năm 2011 xin được dành tặng cho thí sinh mang mã số 04 Phạm Anh Khoa. Xin chúc mừng Phạm Anh Khoa và Iva Grigorova. Như vậy cặp đôi Anh Khoa sẽ nhận tiền thưởng là 50 triệu đồng cùng một năm sử dụng nước trái cây V-Fresh. Xin chân thành cảm ơn bà Nguyễn Hữu Ngọc Trân. Bên cạnh những giải chính thức, cuộc thi Bước Nhảy Hoàng Vũ còn trao những giải thưởng khác cho các thí sinh họ đáp ứng được những tiêu chí đặt ra cho chương trình. Và kính thưa quý vị, những giải thưởng này họ đều nhận được những bằng chứng, những chứng nhận và giải thưởng trị giá là 20 triệu đồng cho mỗi giải. Ngay sau đây, Thanh Bạch xin được trân trọng kính mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ lên trao bằng chứng nhận và hoa cho cặp đôi biểu diễn ăn ý nhất, cặp đôi biểu diễn ấn tượng nhất. Đó là cặp đôi nào? Cặp đôi ăn ý nhất đó chính là Huy Khánh và Sveta. Chúc mừng Huy Khánh Sveta Sotcheva. Thưa quý vị, chúng ta đang đến những giây phút long trọng nhất của Bước Nhảy Hoàng Vũ, đó là đêm chung kết xếp hạng trao giải. Chúng ta đang đến với phần trao giải cho cặp đôi ăn ý nhất thuộc về cặp đôi Huy Khánh và Sveta Sotcheva. Thưa quý vị, còn bây giờ, cặp đôi biểu diễn ấn tượng nhất xin được chúc mừng Đại Nghĩa Valeria Bozukova. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhạc sĩ Đức Huy cùng bước lên sân khấu để trao bằng và phần thưởng.
thưởng dành cho cặp đôi Đại Nghĩa và Valeria Bosukova. Xin được chúc mừng, xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, cặp đôi biểu diễn đẹp đôi nhất đó là cặp đôi Vũ Thu Phương, Tisha Gavrilov. Chúc mừng. Và chúng tôi xin được mời Khánh Thi cùng bước lên sân khấu để trao giải cho Tisha và Vũ Thu Phương. Còn giải thưởng tiếp theo sẽ còn một giải thưởng nữa, đó là giải thưởng cặp đôi được khán giả yêu thích nhất. Đó chính là cặp đôi Thủy Tiên và Petro. Chúng tôi xin mời kiện tướng đang sport Chí Anh sẽ lên trao thưởng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta còn một cặp đôi nữa. Đó là cặp đôi với vũ điệu Latin đẹp nhất. Chúng tôi xin được chúc mừng cặp thí sinh đạt được giải thưởng cặp đôi vũ điệu Latin đẹp nhất. Đó chính là Thanh Thúy và Alex Vachet. Chúc mừng, xin cảm ơn, thank you. Và xin mời kiện tướng Dan Sport Khánh Thi trở lại để trao bằng chứng nhận và hoa cho cặp đôi với vũ điệu standard đẹp nhất. Đó chính là cặp đôi Thu Minh và Lacho. Chúc mừng Thu Minh, Lacho và Todorov. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với phần trao những giải thưởng phụ trước khi công bố ba giải chính thức: giải đồng, giải bạc và giải vàng. Xin chân thành cảm ơn. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, và bây giờ Thanh Bạch và Đông Trang xin cảm ơn 7 cặp đôi đã hiện diện chào mừng trong bước giải hoàng vũ đêm nay. Xin chân thành cảm ơn. Thank you. Của chúng ta trong đêm thi hôm nay, ai trong số họ cũng xứng đáng để nhận được sự tán thưởng và sự yêu mến của khán giả. Chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi kết quả. Thưa quý vị, đối với phần cống hiến của ba thí sinh trong đêm nay, ai trong số họ sẽ xứng đáng để nhận những giải thưởng cao nhất tình cảm của khán giả? Chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi. Thưa quý vị, ba giải vàng, bạc, đồng sẽ nhận được tiền thưởng 150 triệu, 120 triệu, 100 triệu. Và thưa quý vị, ngoài ra họ còn nhận được phiếu luyện tập trị giá $2,000 tại trung tâm California Yoga Fitness và điện thoại Samsung Galaxy Tab. Cùng với voucher 20 triệu đồng của trung tâm nội thất Phố Sinh, máy chụp hình Nikon, máy lạnh Sumikura trị giá 10 triệu đồng, cặp điện thoại thời trang WeMobile nữa thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi xin được công bố khán giả may mắn nhận phiếu mua hàng trị giá 30 triệu đồng của siêu thị Thế Giới Di Động .com trong 15 phút bình chọn cuối cùng đã thuộc về khán giả Ngô Thị Hoàng Mai, chủ nhân số điện thoại 093-399-3560 ở địa chỉ 1416 Trương Định, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời ba cặp thí sinh của chúng ta cùng bước về phía trước. Và chúng tôi xin được công bố
giải đồng của cuộc thi bước nhảy hoàng vũ năm 2011. Chúng tôi xin được kính mời nhạc sĩ Lương Minh, đại diện ban tổ chức, lên trao giải đồng cho cặp thí sinh. Thưa quý vị, với tổng số điểm của ban giám khảo là 75 điểm, quy ra là 1, bình chọn 7,85%, quy ra là 1, tổng số điểm là 2 điểm. Người đoạt giải đồng xin được chúc mừng cặp đôi Nguyên Vũ Picha Dimitrova. Kính thưa quý vị, giải đồng của cuộc thi bước nhảy hoàng vũ sẽ nhận được 100 triệu đồng. Cảm ơn ông Lương Minh. Xin chúc mừng cặp đôi Nguyên Vũ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta cùng tiếp tục hồi hộp chờ đợi cặp nào sẽ đoạt giải tiếp theo, giải bạc. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được mời tiến sĩ nghệ thuật Nguyễn Quang Minh sẽ lên trao giải bạc cho cặp thí sinh có kết quả số điểm như sau. Với số điểm của ban giám khảo là 79, phần trăm bình chọn của khán giả là 46,02, tổng cộng là 4. Người xứng đáng đạt được giải bạc của cuộc thi bước nhảy hoàng vũ 2011 của chúng ta năm nay đó chính là Thủy Tiên Pichu Sayanov. Kính thưa quý vị, nhà báo Lại Văn Sâm lên trao giải vàng cho chương trình với tổng số điểm ban giám khảo 77, quy ra là 3 và bình chọn 46,13%, chỉ có nhích so với Thủy Tiên được bình chọn 46,02%. Như vậy cặp của Thu Minh quy ra là 3 điểm của giám khảo, 3 điểm khán giả, tổng cộng là 6 điểm. Xin được chúc mừng. Như vậy cúp vàng bước nhảy hoàng vũ 2011 đã thuộc về Thu Minh và người bạn gái của mình, La Cesar Todorov. Xin cùng hãy dành những tràng vỗ tay thật là to để chúc mừng cho cúp vàng của chúng ta trong đêm thi ngày hôm nay, đêm thi chung kết của cuộc thi bước nhảy hoàng vũ 2011. Thanh Bạch và Đoan Trang xin chân thành cảm ơn tình cảm yêu thương của quý vị khán giả. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Vfresh của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 2 năm vừa qua. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của Thu Minh. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn những tình cảm nồng nhiệt.